Em ơi, xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác ạ. Đấy thì ngày hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2021 này. Bên công ty em đang tiến hành xẻ rất là nhiều cái cây hương vanh cực kỳ là lớn các bác ạ. Như những các cái video trước thì em cũng có giới thiệu đến toàn thể các bác là về những cái em hương mà vanh 900 vanh, có chiều dài là 8 mét thì đã được cắt đôi vầng trăng rồi. Thì cái đây là khúc đầu tiên được xẻ và đây là mạch thứ hai nha các bác. Mạch thứ hai cho lên sóng toàn thể các bác này. Đấy thì kích thước cụ thể của tấm này như thế nào thì em sẽ nhờ một bác thợ đo kích thước cho các bác cùng xem ạ. Rộng bao nhiêu bác? Đầu này là 2 mét. Đúng rồi, rộng 2 mét. Mặt to là rộng 2 mét. Đầu dưới là 1m97. Đầu dưới là 1m97. Đấy, mặt rất là rộng luôn các bác ạ. Có chiều dài bao nhiêu ạ? Chiều dài của em hương này là 4m35. Chiều dài là 4m35, rất là dài các bác ạ. Đấy, bác nào có nhu cầu hàng dài thì cứ alo đến công ty em ngay. Hàng ngắn, hàng dài thì có kích thước, đầy đủ kích thước. Đấy, độ dày của em nó là bao nhiêu ạ? Độ dày của em là 20 phân. 20 phân 20,5, hoàn thiện là 20 là chính xác các bác ạ. Đấy, đây nhá, đây hai đầu này quá là đặc, không tí vết nứt luôn các bác ạ. Đấy thì bây giờ em sẽ quay mặt dưới, tôi sẽ nhờ bác đo luôn mặt dưới nhá. Đấy, mặt dưới đây ạ, mặt dưới là mặt nhỏ đây, mặt nhỏ nha các bác, hàng quá là đẹp rồi. Rộng bao nhiêu ạ? Rộng 1m75. Rộng 1m75, quá là rộng luôn các bác ạ. Rất là rộng nha. Hai mặt không tí thì vết này, hàng quá là long lanh. Vâng, đầu này rộng cũng 1m75. Được rồi, cảm ơn bác. Hàng bên em mới vừa dinh từ trên dàn máy xẻ xuống thì đang còn rất là mới đây các bác ạ. Mới toanh luôn nhá. Hàng chưa được qua xử lý một cái vấn đề gì đâu, mới vừa dinh em nó trên dàn máy xẻ xuống này. Đấy. Thì bên em đang tiếp tục xẻ mạch 20, 25, 30. Thì bác nào có nhu cầu hàng một tấm hàng khủng thì nhanh tay liên hệ đến Gỗ Hoàng Anh Tiến theo các số điện thoại sau: 0931392777 hoặc 0977999000. Hoặc quý khách hàng có thể đến tại cơ sở của bên em theo địa chỉ sau: cơ sở 2, đường tránh thành phố Cầu Sông Cào, thành phố Thanh Hóa. Bản ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.